xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game mini gua. Và đây là Noob. Xin chào. Ây ôi, ôi vừa vào đã bị lũ gà. Nhìn thấy không? Bên này có nhìn thấy không? Đây, thì bên PC có nhìn thấy thấy bên Noob là bị gà điên nó cắn không? À gà điên nó mổ không? Trời ơi. Khổng một quá. Bạn đang đứng che rồi. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là cuộc chiến thịt gà. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Đấy. Trời. Nhiệm vụ của mình, team của mình cũng như team của Pixel, đấy, đó là phải thịt những cái con gà này ra và lấy được những cái block để có thể là chế tạo đồ. Đấy, những con gà này nuốt hết mấy cái block và bây giờ mình phải thịt nó ra và lấy. Đấy các bạn thấy không? Vừa vào okay. Thì cái bạn Hoàng bạn Hoàng Sơn này thả đống gà ra để đánh nhưng mà khổ nỗi chưa bắt đầu nó cứ bổ quá. Bên núp có Subin Hoàng Sơn rồi. Đúng rồi, Subin Hoàng Sơn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn ơi. Rồi, mặc áo giáp và bắt đầu chiến thịt gà thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc chiến thịt gà. Đấy. Trong vòng 20 phút thôi nhá. Game này thời gian là 30 nhưng mình chỉ chơi 20 phút thôi. Ai ôi. Đấy, 10 phút là ôi bạn kia không đánh à? Trời ơi. Bạn nào đấy? Bạn nào không đánh? Núp pro. Rồi ơi. Còn Núp còn đang khổ với bạn Subin Hoàng Sơn này. Ôi, Núp bảy con rồi. Trời ơi. Trời ơi, team Núp là chỉ đánh nhỏ lẻ thôi, không chơi lớn. Rồi, ui, đã được 17 điểm rồi. Đó. Chúng ta có thể giết người hoặc là đi ra giết gà. Rồi, mình diễn ra đây. Ôi xong rồi. Ôi cái bạn này mắc thế. Chỗ này là chỗ địa bàn của ta. Trời ơi, các ngươi tránh ra. Ui ôi. Ây à, được. Đó, mình ăn các bạn ơi. Đó. Núp vào đồ giả danh ta. Giả danh ta. Đấy. Núp gà giết. Rồi, chúng ta cứ giết cái bọn này đã sau là ui. Đúng quá. À, xem là mình không biết là được món đồ gì chưa. Ủa mình phun dương rồi nè. À, đây à, đổi được cái kiếm khác rồi. Giá thịt gà rồi. Ồ. Subin Hoàng Sơn tốt quá. Trời ơi đừng dẫn gà vào nhà. Khổ. Các bạn thấy khổ không? À, thanh niên này vừa vào đã thả hàng đống gà rồi. Không biết là trận ngày hôm nay mình phải gánh không nữa. Hay là bạn ấy gánh ngược lại mình. Đi chỗ khác nè. Trời ơi đi chỗ khác nè. Đây là điện. Vừa nói xong, đây là địa bàn của ta, trời ơi. Rồi. Không biết là bạn kia biết chế đồ không? Trời ơi, các bạn ơi, khổ quá mà. Lần nào mình vào cũng toàn phải đi gánh các bạn rồi. Chưa được các bạn gánh bao giờ. Rồi, mình chỉ muốn được gánh một lần thôi mà. Rồi, ok, chúng ta ra ngoài kia đã. À, Bichel đang bị lũ gà lùa. Làm sao? Núp chế đồ phải không? Tất nhiên rồi, phải chế đồ xịn sò mới ra đây rồi, ra đây thịt gà được chứ. Ai ôi. Chết luôn kìa. Rồi luôn cái bạn. Trời ơi bạn ấy lại dẫn gà vào nhà. Khổ thế, khổ tôi không. Thì thêm lũ gà đi sau tính sau. Wow. Kiếm xịn. Wow, nhiều vàng quá. À nhầm, cái này là cái đá nhà lao các bạn ơi. Chắc là mấy con gà này bị nhốt ở nhà lao nhiều quá. Nó ăn hết đá, nó mổ hết đá. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình đó là phải thịt để lấy đá từ trong người nó ra. Cất mấy cái này đi. Ui, đây còn rất là nhiều gà này mình có thể thả ra. À, ra đây Subin Hoàng Sơn à. Subin à rồi. Ui, trời ơi, Pixel làm một cái đi chết luôn rồi. Pixel bắn cung à. Không, bạn Subin Hoàng Sơn đi bắn cung mà. Sao Pixel đánh một cái núp chết luôn nhỉ. À, mình sẽ tiêu diệt hết bọn này đã sao. Làm sao đã phải tiêu. Làm sao dám giết tìm ta. Ui ôi chết rồi. Rồi mình 93, team mình 93 điểm các bạn ơi. Trời ơi. Được. Làm sao? Nhặt hết đống này đã các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt hết đống gà này sau đó thì mình mới vào nhà mình xong bắt đầu mới thả gà trong nhà. Đó để farm được đồ VIP xịn sò đi xong bắt đầu chúng ta mới chiến đấu. Wow. Núp vào. Núp vào rồ. Trời ơi, núp farm được ít đồ đấy nhỉ? Núp farm được nhiều lắm rồi. Pixel không nâng cấp kiếm à? Có, về kiếm level 2, how to lên kiếm level 3. Trời ơi. Ui. Núp được hàng đống cái đá nhà lao này.
Ôi còn mỗi 4 gà thôi, chúng ta thịt luộc mấy con gà này. Wow, nhiều đá nhà lao quá. Thôi về thôi. Sao, thích sang đây xâm chiếm không? Trời ơi. Rồi bây giờ bắt đầu nhá, bắt đầu thả gà trong nhà, mình lên được cái kiếm level 6 rồi. Ủa, sao của Pixel nó toàn ra thỏi sắt với thỏi vàng này nhỉ? Phải ra đá nhà lao chứ, trời ơi. Kìa bạn ý là kiểu như là nó làm bằng thỏi sắt với thỏi vàng ấy, ở đây đâu có đâu. Ở bàn chế tạo mà, ở chỗ trang bị kìa. Mà how to thỏi sắt thỏi vàng. Pixel kích vào chỗ trang bị thấy kiếm không? Trời ơi. Chú hẹn vào nhà mình đây rồi ok. Tại bây giờ mình sẽ sao nào? Bây giờ chúng ta sẽ cần phải nâng cấp lên cái kiếm level 7 là cái kiếm gì đây? Nó ghi mỗi level 7 đấy bạn. Rồi mình sẽ cất đây. Cất những cái đồ này vào. Trời quá nhiều đồ ăn luôn. Thả gà ra nữa cơ, trời ơi. Đó, bây giờ mình sẽ chơi chiến thuật là thả gà trong nhà. Rồi thanh niên kia vẫn đích đi đánh nhau. Đây. Cái bạn này không thèm farm luôn ạ. Thả đê, đánh đê, đúng rồi. Trời ơi. Chúng ta mới 6 phút trôi qua là mình đã được kiếm level 6 rồi. Thích thật. Farm. Có vẻ là mình nghề tay trái của mình là nghề thịt gà các bạn. Trời ơi, chắc gì đã biết thịt ở ngoài. Nghề tay trái là nghề. Trời ơi, cái gì đấy? Anh Pixel ơi, nhặt đồ lẹ. Trời ơi. Đây, bạn có farm đâu, trời ơi. Trời ơi, mấy thịt đi farm đi đâu. Rồi mình sẽ ăn đồ á. Trời ơi bạn này chán đời quá các bạn ơi. Cứ hóng anh à. Xeo ơi nhặt đồ lẹ gì. Trời ơi thế nào bạn này bạn Subin Hoàng Sơn này biết farm các bạn ơi từ đầu mình. Rồi bạn này tốt quá. Ở nhà farm gà đây. Ở nhà thịt gà đây sau khi được nhiều đồ thì mới đi ra ngoài các bạn nhé. Lên kiếm level 8 rồi. Chém một cái chết luôn này. Hấp dẫn. Bạn cứ ra ngoài làm gì đấy vậy? Trời ơi, vào đây farm nào. Pixel ra thả gà ở giữa ấy, cho bạn đấy farm cùng nhớ. Sao gà thả gà giữa cả hai farm ấy, ở đâu lấy đâu ra? Núp ra farm cùng. Ấy ôi. Mình thả nhiều xíu. Là một cái luôn các bạn ơi. Thấy kiểu không? Mới là level 8 ấy nhá. Không, mình không thể chết được. Ui, mình level 246 điểm rồi. Quá đã. Rồi bây giờ ngày hôm nay là Pixel phải đánh bạn kia khổ rồi. May quá bạn này biết farm các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, chơi cùng người lạ là hơi bị khổ đấy. Nhưng mà không sao, có cái vui mà. Không, trận này Pixel nghĩ là cũng không thể nào đánh được rồi. Khó lắm. Khó rồi. Rồi mình lên được kiếm level 9 rồi. Mình sẽ nâng cấp max hết các món đồ cho mọi người thấy nhá. Kiếm level 10 là kiếm level cao nhất à. Ui, đơn giản thôi. Rồi. Mình sẽ bảo bạn kia thả nhiều gà. Thả đi. Ôi thả gà đi bạn ơi. Mình định là chế áo giáp. Ừ hay là chế nốt áo giáp nữa các bạn. Ừ lại tính sau đi. Wow. Đó thả nhiều gà đã. Wow các bạn thấy không. Thả càng nhiều á. Chém càng thích. One hit luôn. Rồi bạn này mới lên được kiếm kim cương. Các bạn thấy khổ không. Quá khổ đi mà. Trời ơi Pixel còn chưa lên được kiếm kim cương đây. Rồi bây giờ mình sẽ phải nâng cấp lên đồ xem nào, đồ sắt how to ạ. Đồ da. Bây giờ nút phải tháo cái bộ đồ da mặc ở trong người ra. Hỏng hết rồi, nút bị hỏng hết rồi, bây giờ nút phải chế lại. Mình phải chế lại các bạn này. Đó, bây giờ mình chế được này. Bạn này sang đây. Subin Hoàng Sơn ơi, ở nhà farm đi Subin ơi. Rồi bây giờ mới là phút thứ 9 đây các bạn này. Rất là nhiều thời gian rồi, có vẻ là thịt gà rất là thích. Ai có thích thịt gà không? Hãy nhô vô đây. Mình sẽ thả nhiều nhá. Làm một mẻ thịt gà luôn. Rồi cho bạn kia đánh không mà bằng mạnh bằng mình đâu. Xem ta đây. Ôi, kinh nghiệm thả gà đi bạn ơi. Rồi là một cái thôi á, các bạn thấy không? Đấy, kinh nghiệm thịt gà nó phải đầy mình này chứ. Rồi bây giờ chúng ta nâng cấp lên lại thiếu kìa bạn thấy không? Chúng ta lại phải thả gà. Ê ôi. Cứ thả đi, thoải mái đi. Mình nâng cấp lên giáp kim cương nhá. Đó, trời ơi. Đi đánh nhau sau.
Bạn này cần gì đánh nhau rồi. À được, bạn kia được, được. Bạn kia lên được kiếm em ấy rồi sao ấy. Rồi sao. Trời ơi. Cái bạn này hút hết cả block của mình nữa trời ơi. Đã không điên mất. Đã không gánh thôi thì thôi phải không? Rồi, khổ quá mà. Hay là mình để nâng cấp lên cái kiếm này nhỉ? 136 rồi. Đấy nha, mặc đồ này vào đã. Cẩn thận hỏng các bạn ơi, mình sợ hỏng lắm. Bây giờ mà hỏng rồi. Lại mất tiền. Thì sao nó ngăn hôi được block của bạn đấy à? Uầy, bạn này lên được kiếm level 7 hay level 8 rồi này. Mạnh lắm rồi, thả ra đi, trời ơi, không thả ra, cứ ăn hôi. Không thế thì. Rồi, bây giờ mình đã nâng cấp lên. Wow, kiếm level 9. Và lên level 10 rồi. Wow. Chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp vũ khí. Vũ khí đó là những cái bắn từ xa. Ê, bạn kia cũng nâng cấp lên nỏ rồi. Nỏ. Wow, cái kiếm to chà bá luôn. Wow, bạn ơi, xịn chưa? Quá xịn. Trời ơi, thanh niên kia lại vứt đồ à? Nào, thả ra nhiều vào nhá. Ui, chém cái thanh niên kia bốc khói luôn. Mình chém thanh niên kia còn bốc khói luôn các bạn ơi. Thanh niên team của mình còn bốc khói luôn này. Rồi, Michelle đang. Đây, mình sẽ test thử nhá. Khỏi chơi luôn, nghỉ chơi luôn. Rồi, thả. Thả luôn. À, thanh niên này toàn đánh của mình thôi, bực thế. Rồi, không sao. Đi chỗ khác. Rồi, có một bạn mới vào, nhưng mà bạn này vào muộn quá rồi. Bạn này vào không giải quyết được việc gì đâu. Mặc đồ vẻ xịn đấy nhờ, nhìn vẻ đẹp bạn trai đấy. Nhặt block của mình vậy chứ. Rồi, mình sẽ đứng đây mình thả. Ủa, chết luôn à? Bạn Hoàng, Subin Hoàng Sơn kia bắt đầu vào rồi. Cái gì, Vixen nâng cấp kiếm bao nhiêu rồi? Rồi, đúng rồi, kiếm level cao rồi, thích lắm. Đi chỗ khác đây các bạn ơi. Trời ơi, các bạn của tôi, sao lại nhặt block của tôi? Bực quá đi mà. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ nâng cấp bắt đầu lên cái súng lửa nhá. Đấy, súng ống lửa hay nâng cấp lên nọ à, không. Súng ống lửa. Rồi, thử xem rằng là sức mạnh của nó như thế nào. Đây, chúng ta có thể mua cái cung gỗ này. Nâng cấp lên nỏ băng này. Nói chung là hình như là có mỗi mấy cái khẩu súng cùi bắp này thôi sao ấy. Mình thử xem nhé. Wow, súng băng này các bạn này, súng băng cùi quá. Mình xin nhé. Đúng rồi, thả ra farm đi các bạn. Trời ơi, các bạn phải farm nhiệt tình đi chứ. Rồi, đây. Cái này là nỏ băng. Nỏ băng thì đây, mình đã chế rồi. Thử xem rằng là nỏ băng có gì họ thú vị không nha các bạn nhé. À, không đủ đạn dược à. Ui, Pixel với cả núp với bằng, à Pixel với cả bạn này với bằng một nửa. Kiếm này, gỗ này, nỏ băng. Ok, chắc là mình dùng súng rồi. Hoặc là mình dùng kiếm nữa bạn này, mình nghĩ rằng mình dùng mỗi kiếm rồi. À, chúng ta sẽ đi. À, bây giờ mình nâng cấp giáp các bạn này. Bây giờ nâng cấp giáp nhá. À, chúng ta sẽ cởi hết bộ áo giáp này ra. Đang lên được cái áo giáp xích rồi. Khổ lắm, nâng cấp khổ lắm các bạn, đừng đùa. Áo choàng này. Áo choàng này là áo 6 tốc độ di chuyển này. Vẫn còn thiếu này. Rồi bạn này. Cho xin đá, trời ơi xin sỏ rè. Xin sỏ bỏ tiền ra mua. Thay đạn á. Nào, ra đây. Đá kia nhặt đi. Trời ơi, mấy thanh niên. Trời ơi, bạn nào mở cửa đấy? Trời ơi, có thể mở cửa được mà. Có thể mở cửa xâm chiếm được mà. Mình vào mình hút được khá khá rồi. Để chỗ này xin ra. Trời ơi, bạn này. Chán quá. Không muốn nói nữa rồi. One hit luôn. Ui, one hit luôn, Pixel thử one hit không? Wow. Điểm nào để Pixel chế độ nào? Rồi, one hit luôn. Thôi, có lẽ rằng là mình... À! Rồi. Mình lại về nhà của mình đâu các bạn ơi, mình mạnh quá rồi. Giờ này mình chỉ chế áo giáp thôi các bạn ơi, còn 6 phút nữa thì chắc là chế mắc áo giáp nhá. Mình mạnh quá rồi các bạn thấy không, ra mình chỉ gõ một cái nhẹ Pixel đã die rồi. Đến lượt cả cái bạn ở trong team mình còn die nốt.
Huống chi là team bạn. Ô, núp lấy da mềm đâu ấy? Đâu, núp làm gì có da mềm gì đâu. Sao chế áo thắt da lại cần da mềm nhỉ? What? Trời ơi. Đâu, video xem lại đi. Không không cần đâu mà, chỉ cần mỗi nhà đá thôi, đá nhà lao thôi kìa. Ú. Thả đi, đúng rồi, thả đi. Mấy tính điên thả đi. Thả đi, ta lút kéo ấy. Rồi, mình thả nhiều rồi, bây giờ mình phải để cho các bạn kia thả. Thả đi, trời ơi, mấy bạn thả đi. Không ai thả luôn. Chán thả luôn. Rồi, bây giờ mình lại cởi áo giáp ra, mình chế đồ tiếp. Đây là nâng cấp này, đồ vàng. Ui, thề luôn nó. Các bạn thấy khổ chưa? Đồ vàng đấy. Rồi, bây giờ lên được đồ kim cương này. Wow, à, có đồ kim cương rồi. U, mặc đẹp trai liền. Thả đi các bạn của tôi. Rồi, đúng rồi. Rồi, xin nhá. Xin nhá. Đây. Ui. Đã, cho mấy bạn thả nhiều lắm. Anh kiếm một video rồi. Mất tích luôn. Rồi, video mất tích kiếm luôn. Video hôm nay là mắc nhọ các bạn ơi. À đây đây. Dù video này là mắc nhọ ư. Thả đi, trời ơi, các bạn thả đi để cho nó ăn kém ấy. Ui, đông rồi, làm nhẹ nào. Nhà đất. Mấy bạn này mình chém bay lên trời không được nhà. Trời ơi, mình buồn cười quá mà. Rồi, mấy bạn này là thả rất là nhiều, sau đó thì bị mình chém một cái. Cái kiếm của mình là mạnh rồi ấy, max level rồi, chém một cái là mấy bạn này bay lên trời, ví dụ như này ạ. Bạn này một lần thả, hai lần té ra chỗ khác rồi. Ui, Pixel có đồ vắc vip rồi kìa. Có kiếm xịn sò các bạn ơi. Mình thấy rồi nha. Rồi, ok, nâng cấp lên cái đồ này. Làm sao? Cái này mạnh lắm, cái kiếm này mạnh lắm các bạn ơi. Trời ơi, cái kiếm sát thương level 10 là 100 đấy. Rồi, bây giờ mình chắc là đủ đồ à, không cần nâng cấp gì nữa. Bây giờ mình sẽ xem có đồ gì VIP hơn không. Súng thì cũng chả có gì. Có lẽ là map này là map thịt gà, thế nên nó không dùng súng các bạn. Đấy, chúng ta chỉ dùng gọi là dùng dao để thịt gà thôi. Rồi, ăn cái này vào. Làm sao? Mình sẽ ăn thêm cái á. À, chúng ta sẽ còn 3 phút thôi, sang giao lưu nhẹ với Pixel nhỉ. Mình 600 900 điểm rồi. Pixel. À. Cho một phút nữa. Một phút nữa hả? À, cho Pixel cơ hội một phút. Ôi, mình 900 điểm rồi, thế nên là chiến thắng trong tầm tay rồi bạn. Chiến thắng trong tầm tay rồi. Thả gà ta chơi nè. Mình full một set đồ kim cương rồi. Đồ VIP mắc VIP rồi. À, bạn này dám ăn ké. Wow, 996. Okay. Làm nhẹ 1000 điểm nhá. Rồi, sang đi giao lưu vài đường kiếm cơ bản. Xông lên. Xông lên. Mấy con gà này. Xông lên, giao lưu. Wow. Ây ôi. Ơi. Trời ơi. Bị sao chết rồi, chắc chắn là bị sao chết rồi. Thôi. Trời, Pixel như thế mà không chết ạ. Pixel mặc giáp gì ghê vậy? Giáp kim cương. What? Thêm. Rồi. Rồi thế mà mình cũng mặc giáp kim cương mà không. Làm sao? Trời ơi, mấy con gà này dám cản đường ta. Ôi, mình chém xịt. À, vừa lấy hóa ra là mình chém Pixel sau, thế nên là bị xịt các bạn ơi. Rồi, ok. Đã hiểu lý do. Ui, ghê vậy. Trời ơi, mình chéo không xin nhê gì ạ. À? Ê, à, Pixel. Ui, trời ơi, giỏi luôn. Thiệt rồi, thiệt. Ui, Pixel không bị bay kìa. What? Mình không hiểu lý do tại sao Pixel không bị bay lên luôn. Rồi, không sao. Pixel đang pentakill. Ngon ra đây pentakill này. Đó, bạn thấy không? Mình đánh Pixel không có bay lên. Nhưng mà Pixel còn... Không hiểu lý do luôn. Được đó. Ui, sao
tự nhiên núp khỏe đấy nhỉ? Trời ơi, núp khỏe đâu ra? À, thanh niên này, thanh niên này, đi chỗ khác chơi. Sao, làm sao? Không, tưởng Pizza tưởng là Pizza chém chết núp rồi mà. Chưa, đã chết đâu, trời ơi. Ta chưa chết, ta chưa chết, ta bị bay lên trời. Núp đã không hiểu lý do tại sao núp không chém được Pizza bay lên trời này. Ủi, bắn cái, à quên mất, bắn này nó không xi nhê bạn. Ai quên cả, cũng chết kìa. Trời ơi. Chán quá trời, bạn này bây giờ vẫn có đồ cùi này vào đây. Vào không, vào đây không chịu thả cho Pizza chém gì cả. Trời, bạn kia núp chém một cái chết rồi kìa. Trời ơi, không biết sao xuất hiện lúc nào. Rồi. Cái này kỹ năng của anh này chém một cái là mất nửa máu hơn rồi. Pixel đai luôn rồi, Pixel gặp team của Noob hơi bị gọi là hổ báo rồi, hai thanh kiếm VIP này. Ô, thanh niên kia chưa có giáp các bạn ơi. Rồi, rồi thanh niên kia chưa có giáp. Làm sao? Trời ơi, ghét đấy nhỉ. Làm sao? Thế nào? Để Pixel farm cho thanh niên này đã. Trời ơi, hết thời gian rồi kìa, farm cái gì? Này, cho bạn này block. Núp vào đồ, trời ơi, hay quá, may quá bạn ấy không ở team mình, không mình gánh gãy lưng. Wow, wow, ui. Quay đứng ngoài chém chết à? Đúng rồi, cái này là có khả năng chém từ xa mà. Đấy. Vứt block ra, không biết nhặt kìa. Thôi, thì chúng ta kết thúc game tại đây đi. Rồi ok, thì có lẽ rằng là cái mini game cuộc chiến thịt gà đến đây là kết thúc rồi và các bạn ơi. Bạn thấy hôm nay Pixel gánh gãy đâu rồi? Gãy lưng gãy chưa? Giò. À. Gãy lưng chưa? À. Cái này kiếm này chém từ xa này. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái clip này thì đừng quên để lại một like cho Pixel vào nhà của Noob. À vào đi. Cũng như ấn đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Noob nha, và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Ui, bay lên trời cao kìa. Bye bye. Bye bye. Bye bye.